Mẹ giàu, mẹ nghèo. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. Con ơi, làm sao thế này? Xin bác sĩ hãy cứu con của tôi. Bác sĩ à, con trai của tôi sao rồi? Tình hình hiện tại rất nguy cấp, cần phải tiến hành thay thận ngay. Nhưng ngân hàng thận đã hết. Nếu như có một ai đó kịp thời hiến thận thì mới có thể ổn được. Trời ơi, giờ tôi phải làm sao đây? Con trai bác rơi vào tình trạng này là do làm việc quá sức và ăn uống thất thường, bởi vậy thận bị hỏng dần dần. Phải rồi, bác sĩ à, có thể lấy thận của tôi thay cho con tôi có được không ạ? À? Chúng ta có thể thử bác à. Khổ thân cha của con quá, giờ bà biết phải làm thế nào đây? Em có thể không thương anh và thương mẹ, nhưng chẳng lẽ em cũng không thương con của chúng ta hay sao? Anh muốn tôi sống cuộc sống nghèo nàn khổ sở này đến bao giờ nữa? Tôi sẽ phải thăm con, nhưng không thể mang theo con đi được. Là anh bất tài, anh đã để em phải chịu khổ rồi. Em đi đi. Mẹ à, từ ngày mai mẹ hãy chăm sóc cháu giúp con. Con sẽ không để cho mẹ và cháu phải khổ nữa đâu. Con làm việc, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, đừng làm điên cuồng như mấy ngày gần đây. Mẹ lo lắm. Vất vả quá con ạ, mẹ lại chẳng giúp được gì cho con. Bác ơi, công trường nắng gió bụi bặm, khu vực này nguy hiểm lắm, cháu không thể để bác vào đây được đâu. Dạ vâng, tôi đi ra ngay đây ạ. Mình làm sao thế này? Chỗ này mình hay hoa mắt chóng mặt quá. Về rồi đấy hả con? Sao hôm nay con về muộn quá vậy? Con xong việc ở công trường lại chạy đi bốc xe hàng. Tháng này con kiếm được khá lắm. Cứ thế này con sẽ lo được cho hai bà cháu đỡ vất vả hơn. Nhìn con như vậy, mẹ thật không đành lòng. Minh ơi, con làm sao thế này? Mẹ, con không sao mà mẹ. Mẹ xin bác sĩ cho con về nhà đi. Mẹ và cháu cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ. Nghe lời mẹ, bác sĩ nói chỉ cần điều trị một thời gian là con có thể về rồi. Đừng làm mẹ lo lắng thêm nữa. Bác Lệ có ở nhà không đấy? Ai thế ạ? Chúng tôi đã được biết bệnh tình cháu trai nhà mình nên hôm nay đến thăm bác đây. Cảm ơn các bác. Cứ nghĩ đến cháu, tôi như muốn đứt ra từng khúc ruột vậy. Chúng tôi chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mong bác mạnh mẽ để cùng cháu nó vượt qua cơn bão bệnh. Bác lấy một chút ra mua gì đó cho thằng cu con ăn nha. Ai lại để cháu nó ăn cháo loãng như vậy? Mẹ con của tôi xin cảm ơn các bác. Ơn này suốt đời chúng tôi cũng không dám quên đâu ạ. Tình hình con trai sao rồi vậy bác? Giờ ai ở trong đó với cháu mà bác lại ngồi đây? Tình hình vẫn còn nguy cấp lắm bác ạ. À, không có ai ở trong đó cả. Tôi ăn xong rồi sẽ vào với cháu ngay. Một tuần sau. Tuần nay bà ấy cứ ăn uống ở chợ, con thì đau ốm, mà mẹ thì càng ngày càng béo mũm mĩm thế kia. Thật không thể hiểu nổi mà. Đúng là một người đàn bà vô tâm. Con ơi, mẹ sẽ cứu con. Mẹ nhất định phải cứu con. Tình hình cháu trai sao rồi bác Lệ ơi? Bác sĩ à, cháu ấy đã qua được cơn nguy kịch chưa ạ? Bệnh nhân đã bình an trở lại, chỉ cần thời gian tĩnh dưỡng nữa thôi. Ôi trời đất ơi, thật là may mắn quá trời. Nếu biết mẹ mình say sưa ăn uống khi mình đang nguy kịch thì cảm giác của cậu ấy như thế nào ta? Thì chắc là giận lắm. Ai ngờ mẹ mình lại là người như thế chứ. Giờ bác có thể yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bác đừng lo lắng nữa nha. Cậu ấy thật hạnh phúc khi có một người mẹ như bác. Hạnh phúc cái gì? Một người mẹ vô tâm như bà ta
chẳng qua là bác sĩ không biết đó thôi. Ấy chết, sao các bác lại nói về bác ấy như thế? Chắc là có điều gì hiểu lầm ở đây, các bác có biết không? Bác có thận phù hợp, nhưng cơ thể của bác quá gầy, không đảm bảo được sức khỏe. Còn nước còn tát, có cách nào để tôi giúp được con của tôi không ạ? Trong vòng một tháng, bác phải tăng 30 cân nữa mới đủ. Nhưng làm sao có thể làm được như vậy hả bác? Bằng tất cả tình yêu thương dành cho con, chỉ trong một tháng, bác ấy đã gắng hết sức ăn uống và rèn luyện để tăng cân, đạt được số cân nặng mong muốn. Tăng 30 cân trong vòng một tháng đối với người già thế này quả là một kỳ tích, và chúng tôi cảm thấy khâm phục bác ấy vô cùng. Bác Lệ ơi, cho chúng tôi xin lỗi nha, chúng tôi đã nghĩ những điều không tốt về bác. Vậy là cuối cùng mọi khó khăn cũng đã đi qua. Bà Lệ bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến đã giúp con trai mình thoát khỏi cơn bạo bệnh. Trong những lúc tưởng chừng như cuộc sống của những đứa con đang dần khép lại, thì mẹ lại là cứu tinh của đời con, cho con được hồi sinh. Cuộc đời này thật đẹp vì có mẹ. Món bánh táo có ruồi. An ơi, xem này, ngày mai khởi chiếu bộ phim Hoa nở trên mái nhà nè. Chờ mãi mới thấy có. Đâu đâu, em xem nào. Đúng phim này rồi. Nhìn xem thần tượng của chúng ta đóng vai chính trong phim đó. Nhất định em phải xem phim này mới được. Chị cũng sẽ không bỏ lỡ đâu. Phim này thấy người ta quảng cáo ghê lắm. Xem trailer cũng thấy mê rồi. Không ngờ Minh Linh không những hát hay mà diễn xuất cũng tốt nữa. Em phải đi xin tiền mẹ mua vé. Mai xin mẹ cho xuống khu chiếu phim xem mới được. Chờ chị với. Chị cũng xin tiền mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ cho chúng con mua vé xem phim này nhé mẹ. Phim gì mà hai đứa có vẻ thích thú vậy? Phim Hoa nở trên mái nhà. Phim này có thần tượng Minh Linh của chúng con đóng nhân vật chính đó. Mẹ cho chúng con đi xem phim này nhé mẹ. Đi mà mẹ, con hóng mãi phim này á. Cũng được thôi, nghe phim có vẻ hay đấy. Đưa điện thoại đây, mẹ đặt vé cho. Không được rồi, phim này không cho các con xem được. Sao vậy ạ? À? Sao lại cấm ạ? À? Phim này cũng có trẻ con đóng mà. Chỉ là một số cảnh thôi mà mẹ, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Đúng đó mẹ, các bạn con cũng rủ nhau đi xem phim này, và bố mẹ chúng cũng đồng ý. Không được, dù thế nào thì phim này không dành cho các con. Mẹ không thể để thứ gì ảnh hưởng không tốt đến các con của mẹ được. Hay là đến cảnh đó con sẽ nhắm mắt lại, không xem được không mẹ? Hơn nữa, poster phim đã cấm thế này, các con chắc chắn cũng không được cho vào cửa đâu. Con 15 tuổi, cũng đâu khác 16 là bao. Mẹ không cho em thì có thể cho con đi coi được không? Chắc chắn là người kiểm vé sẽ không phát hiện ra được đâu. Đó là gian lận. Tóm lại là mẹ không đồng ý cho các con xem phim này. Các con hãy lên phòng đọc sách và học bài tiếp cho mẹ. Chỉ vì một vài cảnh đánh đấm mà mẹ không cho chúng ta xem phim. Mẹ thật là... Ừ, mẹ đúng là bảo thủ. Mấy đứa bạn chị được đi xem phim về kể hay lắm. Tức thật á, mẹ chẳng tâm lý tí nào. Mẹ không thương chị em mình. Kể ra mà phim đó cũng không có thần tượng thì chị cũng cóc cần xem. Đằng này lại có thần tượng Minh Linh, cô ấy đóng vai chính nữa chứ. Không xem thì phí quá. Thơm quá. Hình như là món bánh táo. À ha, mẹ làm món bánh táo cho chúng ta. À ha, bánh táo. Đúng là món bánh táo rồi. Hoan hô. Mẹ ơi, cho con ăn bánh táo nhé, con thèm lắm rồi. Đà hừ, mẹ biết là hai đứa rất thích ăn bánh táo. Nhưng hãy khoan, từ từ nghe mẹ nói đã. Con xem, món bánh táo hôm nay có ngon không? Thơm không? Có hấp dẫn hơn mọi lần mẹ làm không? Dạ ngon ạ, thơm ạ. Đúng vậy, mẹ cũng thấy thế. Trước khi ăn, mẹ muốn cho các con biết, hôm nay mẹ đã cho thêm một thứ nữa vào món bánh táo đấy. Mẹ cho thêm thứ gì vậy mẹ? Có phải là bơ không?
hay là sữa khác, hay là... Con đoán là mẹ cho thêm hạnh nhân hoặc là sô-cô-la. Mẹ cho thêm một vài con ruồi vào chiếc bánh táo. À, con chẳng ăn đâu, ghê quá. Sao mẹ lại cho cái thứ kinh khủng đó vào món bánh chứ? Đúng đó, thật kinh khủng. Mẹ thường biết chúng con thích ăn bánh táo thế nào rồi mà. Thế mà mẹ lại làm như vậy. Ơ kìa, vừa rồi các con đòi ăn cho bằng được, thế mà giờ lại nhất quyết không muốn ăn là sao? Các con có thấy bánh táo thơm không? Có thấy bánh ngon không? Ừ, có thơm, có ngon. Nhưng mà con ruồi... Eo ơi! Các con đừng lo, ngoại trừ mấy con ruồi ra thì mẹ làm món bánh táo này hoàn hảo. Táo mẹ rửa sạch, gọt vỏ, sữa mẹ lấy sữa tươi mới nhất, bột mẹ nặn từ loại gạo ngon nhất. Thôi thôi, ngon thì ngon, nhưng có con ruồi kia là thấy không ăn được rồi. Các con không thấy mẹ đã vất vả thế nào à? Mẹ con rất có tâm huyết vào món bánh táo đó. Vậy mà các con không ăn thì mẹ buồn quá. Ôi, eo ơi, mẹ ăn món bánh táo có ruồi, kinh quá. Nhất quyết các con không ăn món bánh táo ngon tuyệt cú mèo này chỉ vì một vài con ruồi trong bánh hả? Đúng vậy, không bao giờ. Tại sao? Tại vì con ruồi trong chiếc bánh làm chiếc bánh bị mất ngon và rất, rất mất vệ sinh ạ. Đúng vậy các con à. Dù chiếc bánh có thơm ngon cỡ nào thì chỉ cần một con ruồi cũng gây mất vệ sinh và làm bẩn cả chiếc bánh. Cũng như vậy, mẹ muốn nói với các con về bộ phim mà các con đã bỏ lỡ tối qua. Sao chuyện bánh mẹ lại chuyển sang chuyện phim ảnh? Chẳng nhẽ mẹ nghe thấy chúng ta nói gì? Những cảnh bạo lực trong phim cũng giống như món bánh có con ruồi vậy. Cho dù phim có hay, có diễn viên yêu thích đóng, thì chúng ta cũng không phủ nhận những hình ảnh không tốt cho các con. Và mẹ thì không muốn những thứ mất vệ sinh, bẩn, bạo lực đó ám ảnh trong đầu các con, làm ảnh hưởng đến nhân cách của các con. Bao giờ các con đủ tuổi rồi, đã nhận thức được mọi việc, lúc đó thì mẹ sẽ để cho các con quyết định. Còn bây giờ thì mẹ chưa sẵn sàng. Mẹ ơi, chúng con hiểu rồi ạ. Chúng con sẽ nghe theo lời mẹ dặn. Ok, các con của mẹ ngoan lắm. Giờ thì chúng ta cùng ăn món bánh táo nào. Nhưng... Ừ không, mẹ chỉ giả vờ thôi. Mẹ chỉ muốn thử các con và muốn cho các con hiểu. Còn làm sao mẹ có thể khiến cho các con của mẹ ăn uống mất vệ sinh được chứ? Yên tâm nhé, trong món bánh táo này không hề có con ruồi. Yeah, con ăn bánh, con ăn bánh. Ngon quá, ngon quá. Thổi son lạ trên ô tô. Khâu Ly, em có ý tưởng gì cho kỷ niệm 10 năm ngày cưới lần này không? Anh nghĩ sao về một buổi lễ hóa trang hả Warren? Tuyệt, ý kiến hay đó em yêu. Em sẽ hóa trang thành nhân viên lễ tân trong phim kinh dị Beetlejuice. Còn anh, anh muốn hóa trang thành nhân vật nào? Anh muốn trở thành một cô gái trượt băng. Em thấy sao? Tất nhiên là không sao rồi. Chỉ là em chưa thể tưởng tượng ra chồng mình sẽ thế nào trong hình hài một cô gái. Xin lỗi, em không có ý gì. Ý tưởng của anh khá tuyệt vời. Chúng ta quyết định sẽ tổ chức buổi lễ hóa trang nha. Qua đây nè, có nhất định phải chuẩn bị kỹ càng như vậy không hả anh? Bố sẽ là cô gái đẹp nhất cho mẹ xem. Chỉ là bố không thể trở thành cô gái trượt băng với thân hình bánh mì thế này. Nếu không, hay là anh tìm một nhân vật khác để hóa trang vậy? Thôi, không được không. Em hoàn toàn ủng hộ anh mà. Điều đó làm em xúc động hơn thôi. Cố lên nha anh yêu. Warren à, anh làm gì ở trong đó vậy? Warren, mở cửa ra đi anh. Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Anh chỉ đang tập cho nhân vật mình sẽ hóa trang ấy mà. Còn nửa tháng nữa mới đến ngày lễ mà. Em nghĩ anh không cần phải quá hồi hộp đến như vậy đâu.
Anh ấy làm sao thế nhỉ? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á, có điều gì vậy? Xin lỗi Kelly, anh cần ở một mình một lát. Điện thoại của anh. Em có làm gì đâu, chỉ định đưa cho anh thôi mà. Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Ồ, em cũng rất tôn trọng điều đó mà Warren. Anh làm sao thế? Là do anh có một vài vấn đề ở chỗ làm cần giải quyết, nên anh hơi nóng ruột. Xin lỗi em. Warren lại đi đâu rồi? Gần đây anh ấy có vẻ có nhiều biểu hiện lạ lắm, lại còn thường xuyên cáo gắt với mình nữa chứ. Thậm chí còn không cho mình đụng vào điện thoại. Không lẽ anh ấy có người mới? Thôi thôi thôi, Kelly đừng nghĩ quá xa như vậy chứ. Chắc chắn anh ấy không phản bội mình đâu. Gì thế này? Một thỏi son ư? Đây đâu phải là son của mình. Không lẽ điều mình nghi ngờ là sự thật? Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á. Điện thoại của anh. Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Ông không, anh thật tồi tệ mà. Anh phản bội em thật sao? Cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Em cần biết sự thật. Có phải anh đã có người phụ nữ khác rồi không, Warren? Warren, em tưởng anh đang thật sự háo hức và chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Hóa ra tất cả chỉ là ngụy tạo. Anh thật giả dối mà. Kelly, nếu có chuyện gì thì cho anh xin lỗi. Anh vẫn giả vờ. Thế cái này là cái gì đây hả? Anh không ngờ em lại tìm thấy nó, có phải không? Tôi đã tìm thấy nó trên sàn xe ô tô đấy. Anh đã đưa người phụ nữ nào vào xe của chúng ta? Anh trả lời tôi đi. Anh không hề có. Thôi đi, hãy dừng lại tất cả trò hề đi Warren à. Không kỷ niệm gì nữa hết. Chúng ta nên chấm dứt thì hơn. Kelly. Ôi trời ơi, mày đang bị thế nào đấy Warren? Đến nước này mày không thể giấu vợ mày thêm được nữa. Ôi, không, mình không thể. Nếu nói ra sự thật, mình sẽ mất tất cả. Cô ấy và các con sẽ rời xa mình. Kelly, anh không hề phản bội em. Xin em hãy tin anh. Anh cần phải nói ra sự thật này với em. Anh định nói về sự thật rằng đã phản bội gia đình à? Anh có biết các con anh đang rất háo hức mong chờ buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ chúng hay không? Kelly, anh không biết điều này có gọi là phản bội gia đình hay không. Sự thật là anh đã bị trầm cảm vì điều này rất lâu rồi. Anh đã rất đau khổ, Kelly à. Anh không dám đối mặt với sự thật. Anh sợ. Anh sợ rất nhiều điều. Và sợ nhất là mất em và các con. Anh yêu gia đình chúng ta rất nhiều. Ông không, Warren à, anh đừng như thế chứ. Em đã làm điều gì quá đáng để đến mức anh phải trầm cảm hả? Không phải do em, mà nó xuất phát từ anh. Anh không dám đối diện thỏi son đó. Bình tĩnh nào Warren à. Em tưởng người không bình tĩnh lúc này phải là em mới đúng. Anh cứ từ từ mà nói. Thỏi son lạ ấy là là của anh. Anh không ngoại tình. Sự thật là anh muốn
người cha tuyệt vời nữa. Hôm nay anh đi làm về muộn quá đấy. Anh quên hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của chúng ta hả? Anh tưởng là buổi lễ sẽ không còn chứ. Sao lại thế chứ? Anh mau vào thay trang phục đi. Các con đang rất háo hức rồi đó. Ừ, đợi anh. Ừ, anh ra ngay. Quá, đẹp quá, giống quá à. Tuyệt lắm. Cảm ơn em. Cảm ơn khẩu ly tuyệt vời của anh, tình yêu của anh, hạnh phúc của anh. Anh yêu em. Warren à, em xin lỗi đã để anh cô đơn với sự đau khổ dằn vặt của mình bao nhiêu năm qua. Đó đâu phải là lỗi của em đâu. Anh biết không, em đã suy nghĩ rất nhiều sau hôm đó. Cứ tưởng em sẽ không chịu đựng được, nhưng em đã nhận ra điều quan trọng nhất là em vẫn yêu anh vì con người của anh, chứ không phải là vì giới tính của anh. Em thật ích kỷ và sẽ làm chồng mình đau khổ nếu không để anh trở thành người mà anh luôn mong muốn. Tận sâu bên trong, anh vẫn là con người cũ, và em vẫn yêu anh, Warren ạ. Ôi, Khéo Ly. Chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình. May mắn nhất cuộc đời anh chính là có em, Khéo Ly à. Giờ đây thì tôi thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sống thật với chính mình. Hạnh phúc hơn nữa là được Khéo Ly ủng hộ tôi hết mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.